khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada trên website ibctv.us và trên Facebook và YouTube IBC TV Official. Chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay sẽ do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng kính chào. Như thường lệ, sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin. Biểu tình chống cải cách lương hưu nổ ra khắp nước Pháp. Ba Lan muốn Liên Âu tài trợ nhiều hơn cho việc mua vũ khí cho Ukraine. Hoàng tử Anh William cảm ơn Tổng thống Ba Lan đã giúp đỡ Ukraine. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Tòa án Ấn Độ ra lệnh cho Rahul Gandhi 2 năm tù vì bình luận về ông Modi. Úc đặt ra các trường hợp trước cuộc trưng cầu dân ý về người bản địa. Mở đầu sẽ là tin tức liên quan tới biểu tình tại Pháp. Xin mời quý khán giả đón xem sau đây qua phần trình bày của xứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, biểu tình chống cải cách lương hưu nổ ra khắp nước Pháp. Công dân Pháp tức giận với Tổng thống Emmanuel Macron và kế hoạch tăng tuổi lương hưu của ông đã diễn hành trên khắp nước Pháp hôm thứ Năm như một phần của ngày biểu tình trên toàn quốc. Ở khắp các tỉnh thành của Pháp, hàng ngàn người biểu tình xuống đường, dương cao biểu ngữ, khẩu hiệu và hô vang khẩu hiệu yêu cầu Macron rút lại cải cách. Các cuộc thăm dò ý kiến từ lâu đã cho thấy rằng đa số cử tri phản đối việc trì hoãn tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm lên 64 tuổi. Các cử tri đã tức giận hơn nữa bởi quyết định của chính phủ vào tuần trước nhằm thúc đẩy các thay đổi về lương hưu mà thông qua quốc hội mà không cần bỏ phiếu và bởi những bình luận thách thức của ông Macron trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ Tư. Hầu hết các cuộc biểu tình đều diễn ra trong hòa bình, nhưng sự tức giận đã gia tăng kể từ khi chính phủ bỏ qua một cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, nơi họ không có đa số tuyệt đối và không chắc chắn sẽ nhận được đủ sự ủng hộ. Kể từ đó, 7 đêm qua đã chứng kiến các cuộc biểu tình ở Paris và các thành phố khác, với những thùng rác bị đốt cháy và những người biểu tình xô xát với cảnh sát. Tin tức từ Liên minh Âu Châu, thưa quý vị, Ba Lan muốn Liên Âu tài trợ nhiều hơn cho việc mua vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Ba Lan cho biết Ba Lan tìm kiếm một khoản tài trợ bổ túc khoảng 240 triệu euro, tức là 261 triệu đô la từ Liên Âu, nhằm tái cấp vốn cho hoạt động mua sắm quân sự giúp đỡ Ukraine. Thủ tướng Ba Lan là ông Mateusz Morawiecki đã nói với phóng viên tại Brussels trước hội nghị thượng đỉnh Liên Âu, Ba Lan nhận được khoảng 200 triệu zloty, tức là 46 triệu đô la tài trợ cho hoạt động mua sắm vũ khí phục vụ Ukraine, và Ba Lan muốn có khoảng chừng 1 tỷ zloty, tức là 261 triệu đô la. Trong hội nghị diễn ra hôm nay, nhà lãnh đạo Liên Âu thảo luận với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres về chiến sự Ukraine, trong đó có vấn đề an ninh lương thực, biện pháp trừng phạt, tán thành kế hoạch tăng cường cung cấp đạn pháo cho Kiev. Liên Âu nêu ra một kế hoạch dành 1 tỷ euro, tức là 1.1 tỷ Mỹ Kim cung cấp nhanh đạn pháo, có thể có thêm hỏa tiễn từ kho dự trữ hiện nay, và 1 tỷ euro khác cho đơn đặt hàng chung của các nước Liên Âu để có thêm đạn dược. Số tiền này được trích từ Quỹ Hòa bình Âu Châu, quỹ do Liên Âu điều hành và cung cấp hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự cho Ukraine. Hoàng tử Anh William cảm ơn Tổng thống Ba Lan giúp Ukraine. Hoàng tử Anh William đã gặp Tổng thống Ba Lan tại Warsaw vào hôm thứ Năm, trong ngày thứ hai của chuyến thăm nước này, để cảm ơn quân đội và người dân địa phương vì sự hỗ trợ của họ đối với Ukraine. Trước khi gặp Tổng thống Andrzej Duda, người thừa kế Ngai Vàng đã đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh, một tượng đài dành cho những người lính Ba Lan đã hy sinh mạng sống của mình cho Ba Lan. Ông bà quá cố của hoàng tử là nữ hoàng Elizabeth và chồng là hoàng tử Philip cũng đã đặt vòng hoa ở đó trong chuyến thăm cấp nhà nước của họ vào năm 1996. Văn phòng Tổng thống cho biết trên Twitter rằng ông Duda đã nói chuyện với hoàng tử William về viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Sang Tây Á Châu, thưa quý vị, những cuộc biểu tình diễn ra khi tòa án Ấn Độ ra lệnh cho Rahul Gandhi 2 năm tù vì bình luận về ông Modi. Những người ủng hộ lãnh đạo phe đối lập là Rahul Gandhi đã bùng nổ những cuộc biểu tình sau khi tòa án Ấn Độ kết án cựu chủ tịch quốc hội 2 năm tù giam với cáo buộc phỉ báng trong bài phát biểu năm 2019. Trong đó, ông gọi nói tên trộm có họ là Modi. Gandhi kháng cáo lệnh này trên tòa án cấp cao, nhưng đây có thể là đòn giáng mạnh đối với đảng quốc hội của ông ngay trước cuộc tổng tuyển cử năm sau. Phán quyết được thông qua bởi tòa án tại thành phố Surat ở Gujarat, quê hương của Thủ tướng Narendra Modi. Những người biểu tình tại Kottaka đã đốt hình nộm và đụng độ với cảnh sát, trong khi hàng chục thủ lĩnh phe đối lập đứng trong khuôn viên quốc hội hô vang khẩu hiệu phản đối. Gandhi, 52 tuổi, dòng dõi triều đại chính trị Nehru Gandhi, có mặt tại tòa án Surat, được tại ngoại và đình chỉ bản án trong một tháng. Australia đặt ra các trường hợp trước cuộc trưng cầu dân ý về người bản địa. Cuộc tranh luận đang diễn ra gay gắt trên khắp nước Úc về việc liệu kế hoạch công nhận người bản địa trong hiến pháp của nước này có giúp cải thiện cuộc sống của một trong những người bị quên lãng nhiều nhất trên trái đất hay không. Australia đang tìm cách công nhận nhiều hơn đối với thổ dân của mình. Những người đã sinh sống trên vùng đất này trong 60.000 năm nhưng không được đề cập trong hiến pháp 122 năm tuổi. Bất kỳ thay đổi hiến pháp nào cũng cần trưng cầu dân ý quốc gia. Thủ tướng Anthony Albanese vào hôm thứ Năm đã tiết lộ câu hỏi mà chính phủ muốn đặt ra trong cuộc trưng cầu dân ý, cũng như đề nghị sửa đổi hiến pháp. Người Úc sẽ bỏ phiếu từ tháng 10 đến tháng 12 về việc sửa đổi hiến pháp để thành lập một ủy ban tư vấn trong quốc hội có tên là Tiếng Nói của Thổ Dân và Dân Đảo Torres Strait Isles. Con đường dẫn đến cuộc trưng cầu dân ý hiện tại bắt đầu như một quá trình đối thoại trong khu vực trên khắp đất nước mà đỉnh cao là tại địa danh đá nguyên khối thiêng liêng Uluru vào năm 2017 với khoảng 250 đại diện của các First Nations đưa ra tuyên bố Uluru từ trái tim. Tài liệu này có tên là First Nation Voice, được ghi trong hiến pháp. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đã đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý khán giả một số những tin tức liên quan tới người Chile yêu cầu được tiếp cận với nước đánh dấu ngày về nước thế giới. Cộng đồng miền núi tại California đang dọn dẹp sau những trận bão mạnh vừa qua. Giám đốc điều hành của tập đoàn Moderna đã bảo vệ giá vaccine COVID-19 là 130 Mỹ Kim trong phiên điều trần tại Thượng viện. Xin mời quý vị đón xem.